đang ta ghét cho mình nữa. Chào các bạn, và hôm nay mình sẽ lại giới thiệu cho các bạn về cái con ổ cứng GamePad 3 của mình nha các bạn. Và nó là đây, nó đang kết nối với cái máy GamePad 3 của mình. Và khi mua ổ cứng về mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nha. Khi mua ổ cứng về các bạn sẽ cắm qua thông qua cái cổng USB của nó là cái cổng sạc á. Và cắm vô rồi sẽ mở cái ứng dụng mình lên. Máy Bird 3 nào nó cũng sẽ có cái ứng dụng này, nó kêu là MMCM. Bấm M để mở lên. Nó sẽ load game từ đó ra ổ cứng á. Và đặc biệt là những game trên ổ cứng này á, các bạn có thể chơi trực tiếp trên ổ cứng luôn. Có nghĩa là điều đó có nghĩa là trường hợp cái máy của bên ba các bạn á đầy dung lượng, như bạn muốn chơi game nữa mà không muốn xóa game đi, ok, mua về mở rộng dung lượng và cóp game theo yêu cầu luôn nha các bạn. Rất là nhiều game luôn, mình sẽ cho bạn xem những game nó đang tồn tại trên ổ cứng nè. Tất nhiên những game có cái đĩa gì nè, là những game đang có trong ổ cứng của mình á, nó tầm đâu đó 15 game hay gì á. Những game không có cái đĩa gì nè là nó trên máy của mình. Và đây là GTA 5 Việt hóa nha các bạn. Còn đây là GTA 5 thường ở trên máy mình nè. Có cả Minecraft Story Mode, rất là nhiều game luôn á. Và hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem cái game này. Đó kêu bằng cái game Attack on Titan, nhưng mà cái bản này nó thuần của tiếng Nhật luôn các bạn ơi. Có nghĩa là nó sẽ không có tiếng Anh ở đây. Bản gốc thuần của tiếng Nhật luôn á. Các bạn vô MSM, các bạn chọn cái game mình muốn chơi á, xong bấm X cái màn hình để load. Còn nếu mà trường hợp các bạn mua ổ cứng về cắm vô máy á, khi mà mở MSM lên vậy, thường á thì trường hợp nếu mà game nó chưa có load ra thì mình phải load bằng cách về để mình dễ luôn. Nếu mà trường hợp mình cắm cái ổ cứng vô rồi á, nhưng mà nó chưa có game, cái game trong ổ cứng nó còn chưa có hiện lên được á, thì các bạn sẽ bấm vô reset, chọn nút X để nó reset game lại. Nếu mà vẫn chưa thì các bạn sẽ reset nữa. Nếu mà vẫn chưa thì đóng ứng dụng lại rồi reset sẽ hiện game lên. Và nếu mà các bạn muốn chọn game trong đây để load cái màn hình ngoài màn hình chính để chơi á, sẽ bấm X, nhưng mà hồi nãy mình load rồi, mình không load nữa. Nếu mà load nữa nó sẽ bị lỗi. Giờ mình hot ra mình chơi. Hot ra mình vô mình test con game cho các bạn xem. Ổ cứng của mình á thì nó chỉ có 160 GB thôi các bạn. Nhưng mà nó chơi được rất là nhiều game luôn á. Ủa? Chưa load. Chưa load, giờ lại. Cái game mà mình load xong á, nó sẽ dâng ra cái màn hình chính cái chỗ hồi nãy cho mình chơi á. Mình phải vô đây để mình load ra mỗi lần chơi đó, là mình phải vô đây mình load ra nha các bạn. Đây là game update tên, nhưng mà các bạn bấm X để load ra ngoài màn hình chính để chơi nha. Bấm X để load ra chơi, còn O là để vô chơi á. Ok. Đây nó full tiếng Nhật luôn nha. Ở trong nó cũng là tiếng Nhật không luôn, nó không có tiếng Anh, đây là bản gốc luôn á. Bấm O để vô game. Mình sẽ cho các bạn xem cái ổ cứng của mình nha. Cái ổ cứng của mình nó có 160 GB à. Đây nó đang chạy. Oh shit. Có 160 GB à. Nhưng mà chứa được nhiều game luôn á. Còn mở rộng cái ổ này ra, mở rộng cái là có thể chơi được game trong thời gian dài luôn á. Vậy là cái cách vô game nha các bạn. Này bấm O. Khi các bạn lần đầu tiên vô chơi á thì nó sẽ qua nhiều bước đồ nữa. Cái này tới này O. O để nét cái này stuck.
chọn hàng đầu tiên. Nếu mà các bạn lần đầu tiên vô chơi á, các bạn cũng sẽ chọn hàng đầu tiên và chơi. Mình chơi đây mình không cần sell, nó sẽ tự động sell cho mình á. Cái game này sẽ tự động sell cho mình. Mình sẽ vào cho các bạn xem gameplay của nó ra sao. Nó hơi là chặt chém nhưng mà mình sẽ dễ chơi lắm, rất là dễ chơi luôn á. Ở đây mình bấm O để nhận nhiệm vụ, bấm lên để chọn cái nhiệm vụ này rồi bấm O để nhận nhiệm vụ. Cái game này á, tuy là thấy nó vậy thôi chứ sẽ chơi cho các bạn xem. Cái này nó stuck. Qua bên trái bấm O để tua qua cái đoạn nói chuyện á. Tới đoạn đánh liền luôn á. Cái này nó cũng dễ chơi thôi các bạn ơi. Nếu mà các bạn có game này gọi nhưng mà không biết cách chơi thì mình đây mình coi mình chỉ luôn á. Cũng dễ dạ cả. Chém mấy con này dễ hẹt à. Mình sẽ thử dí một con cho bạn xem nha. Cái này nút nút R1 thì mình sẽ chọn mục tiêu con Titan. Và cái nấm ở bên phải thì mình sẽ điều chỉnh cái mục tiêu mà để mình chém vô, mình muốn đu vô á, rồi mình bấm nút vuông để mình đu. Bấm nút X đang đu, bấm nút X để nó xịt ga ra. Bấm nút tam giác để chém. Và cái này nó có những theo từng class nữa. Và mình đánh tới chơi tới cái con Levi này rồi. Đó trước là Egan, Emin với lại Mikasa. Và những từng class nó sẽ có những cái đặc điểm khác nhau. Ví dụ như Emin thì nó sẽ thiên về cái sự mà chỉ huy đồng đội á. Còn Egan thì nó sẽ biến có đoạn biến thành Titan. Còn Mikasa với Levi thì nó sẽ thì về sức mạnh á, mình chém Titan nó sẽ đau hơn. Các bạn chơi tới đoạn Ermin á, đừng thắc mắc là tại sao là mình chém không có đam các bạn, tại vì nó làm gì á, mình phải điều khiển đồng đội để mình chém. Ủa lộn, điều khiển đồng đội để mình nó chém. Đây là cái thanh khí bình ga của mình nè, mình sẽ chọn qua bình ga để mà mình thay. Nó hết ra, qua đây để hai kiếm. Còn mấy kia là pháo. Đây là bấm G1 để mà mình chọn cái mục tiêu nè. Mình bấm vuông để mà mình đu lên cái cổ nó. Cái này thật sự cũng dễ chơi các bạn ơi, nó có hỗ trợ mình hết trơn mà. Chơi thử gameplay cho các bạn xem để tham khảo về cái game này nha các bạn.
Đây mình chơi tới có đoạn cưỡi ngựa rồi, còn có những cái đoạn trong thành đua dê rồi nữa. Đã. Ở đây là mình đang điều khiển lì vai. Cái này là mình muốn chiêu mỏ đi theo mình á. Mình muốn gọi nó đi theo mình á. Đây mình không gọi nó. Nó có điểm C à. Mình ngựa đi tiếp. Các bạn đi thì các bạn sẽ đánh nghe cái mấy dấu, cái dấu chấm than mà nó hiện trên bản đồ á. Còn mấy cái mà ở trên bản đồ mà cái túi, cái ba lô á, thì nó sẽ là nạp nguyên liệu cho mình á. Ví dụ là khí gao hoặc cái kiếm á. Đây mình sẽ đi theo mấy cái chấm than ở trên bản đồ. Cái này nó sẽ có cả cốt truyện nó giống trong anime luôn, nhưng mà mình chơi không, mình không xem, mình chơi chủ yếu là cái gameplay không các bạn, mà mình sẽ không có xem cốt truyện đó, mình cũng không biết để đường để mà kể nữa. Nói chung thì cũng tự tự như anime thôi đó. Mình không biết là kết thúc của nó thì sẽ ở khoảng phần nào trong anime thôi. Cái game này mình nghĩ nó ra cũng lâu lắm rồi. Cái này trên PS3, game này có cả trên PS4 nữa các bạn. 4 đồ quả sẽ đẹp hơn. Đây mình sẽ bẻ lái ra ngoài sau cổ mình chém. Đây người ta ghép cho mình nè. Và xin chào các bạn, và clip của mình, cái clip review cái em update người ta của mình ở đây là hết. Và nếu mà các bạn muốn ổ cứng này, ổ cứng chứa game này á, hoặc là một số game khác mình có giới thiệu hồi nãy, thì các bạn có thể liên hệ với mình.